Tập 11. Hiện giờ này bệnh dịch truyền nhiễm cao, giờ cậu liều lĩnh xông vào như vậy, không chỉ hết cách cứu, mà ngay cả bản thân cũng gặp nguy hiểm. Cách duy nhất là mau chóng đưa cậu ấy tới bệnh viện. Tử Minh, lát nữa tôi cùng với Đại Hổ sẽ đưa Thu Thảo tới bệnh viện. Cậu giúp chúng tôi phòng hộ, để chúng ta không bị nhiễm bệnh. Dạ được. Hải Sinh, nghĩ cách đem xe tới đây. Dạ. Khó chịu, khó chịu quá đi. Bây giờ tất cả mọi người nghe đây, không có lệnh của tôi, không cho bất kỳ ai ra ngoài. Rõ chưa? Rõ. Bên này cho đến bây giờ đã có 15 trường hợp, hơn nữa người mắc bệnh càng ngày càng nhiều. Xin nhường đường cho, cẩn thận. Đã hỏi bệnh viện khác chưa? Bọn họ cũng giống như chúng ta, nhưng mà khác nhau ở chỗ bọn họ không có động tác phòng bị. Đúng là làm liều. Nhất định phải nói với họ, phải phòng bị tốt cho bản thân. Em nói rồi, có bệnh viện thì cảm kích, có bệnh viện thì cảm thấy chúng ta nhiều chuyện. Trợ lý điều dưỡng còn cảm thấy chúng ta rảnh rỗi sinh nông nổi, dễ dời thêm chuyện. Có lẽ không phải đối mặt với người bệnh, nên cô ấy sẽ không hiểu cảm giác của chúng ta. Có bệnh viện nào chẩn đoán chính xác chưa? Tất cả đều bối rối, cấp bách. Bác sĩ, viện trưởng, bác sĩ à, cứu mạng. Viện trưởng, xin hãy cứu vợ của tôi. Anh đứng dậy trước, đứng lên rồi nói. Cô là viện trưởng à, các cô ở đây thật sự không biết chuyện gì sao? Bệnh viện các cô làm ăn kiểu gì vậy? Mọi người bình tĩnh một chút. Viện trưởng, tôi là trưởng bộ phận công tác của đảng bộ chúng ta. Chị mau vào trong xem giúp đi. Đúng, tiền bạc không thành vấn đề. Chị nhất định phải cứu được bố của em. Đúng vậy, nhất định phải cứu được người. Phải cứu được người đó viện trưởng à. Tôi hiểu rồi. Mọi người bình tĩnh lại một chút. Mọi người nghe tôi nói, làm ơn đi mà. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra được phương pháp chữa trị. Mọi người bình tĩnh một chút, nghe tôi nói có được không? Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề. Xin hãy cho chúng tôi chút thời gian. Mọi người đừng sốt ruột, bình tĩnh một chút. Các vị, xin hãy trật tự một chút. Mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ giải quyết. Các vị, bây giờ mọi người nên cho bác sĩ chút thời gian. Bây giờ họ là những người tiếp xúc gần nhất với mầm bệnh, đối mặt với tình hình dịch bệnh. Họ là những người lo lắng nhất. Bây giờ các vị ở đây quấy rầy họ như vậy, thì làm sao họ cứu người? Các vị nghĩ xem, nếu bây giờ mọi người làm lỡ thời gian của họ, có nghĩa là để người nhà của mình tìm tới cái chết. Lẽ nào mọi người không hiểu à? Mọi người tự mình nghĩ đi chứ. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra phương án. Đợi sau khi tìm ra phương án sẽ điều trị hết cho mọi người. Mọi người đừng sốt ruột, mọi người hãy về nhà chờ. Được chứ? Bác sĩ à, trông cậy hết vào cô. -41°C. Đau đầu không? Đau, đau dở đầu tôi rồi. Hơi thở dốc, tim đập nhanh, sụt huyết áp, nôn mửa, bạch huyết chảy một chiều, cục u sưng tấy, bệnh dịch hạch. Đây chính là đặc trưng của bệnh dịch hạch. Mau tiến hành chăm vào mạch bạch huyết và cục u, đồng thời tiến hành xét nghiệm các mẫu vi mô, rồi đưa vật nuôi cấy đến phòng thí nghiệm để họ tiến hành xét nghiệm. Còn phải chờ họ xét nghiệm mà. Ngăn chặn sự lây lan của virus chính là ngăn chặn cái chết. Đau phủ sẽ không chờ chúng ta. Khu vực Ninh Ba bị máy bay Nhật thả virus. Quân đội Nhật áp dụng chiến tranh sinh học vô nhân đạo, nên ứng phó thế nào xin đưa ra chỉ thị. Alo, xin chào. Tôi muốn trưởng phòng Vinh, phòng phòng chống bệnh dịch nghe máy. Tôi có chuyện vô cùng quan trọng. Tôi là viện trưởng bệnh viện Tế Thế ở Ninh Ba. Tôi biết vẫn còn sớm, nhưng mà mạng người quan trọng. Tôi mới mấy giờ, có chuyện gì ngày mai hẳn nói. Bình Bình, cô lập tức giúp tôi liên hệ với những tòa soạn có sức ảnh hưởng. Dân.
bộ phận bảo vệ, tăng cường bảo vệ các khu vực trọng điểm, thăm hỏi người dân. Báo cáo, có điện báo khẩn. Không ngờ quân đội Nhật Bản dám dùng biện pháp chiến tranh sinh học. Tôi đề nghị lập tức thông qua truyền thông để tố giác hành động tàn bạo của quân Nhật, đồng thời thông báo với căn cứ địa, tân tướng quân và nhân dân cần phải phòng ngừa cũng như ngăn chặn vi khuẩn, cử một phân đội nhỏ xuống tuyên truyền rộng rãi các biện pháp bảo vệ. Rõ. Tôi đã điện từ tối qua tới giờ, đã gọi hơn 5 tiếng đồng hồ. Tại sao viện trưởng của sở y tế vẫn không nghe máy, không một người nghe máy? Rốt cuộc mấy người bận cái gì? Nếu như mấy người không để tâm, tôi sẽ mở họp báo, công bố tin tức ra ngoài. Phóng viên tới rồi. Mời họ vào đây. Không phải cuộc họp báo, mà là nói chuyện với mọi người một chút. Viện trưởng Lâm, viện trưởng Lâm, rốt cuộc có chuyện gì? Nói cho chúng tôi biết đi. Chị nói đi. Các vị, nghe tôi nói. Hôm nay mời mọi người tới là muốn nói với mọi người về chuyện đang xảy ra. Viện trưởng Lâm, lúc chúng tôi tới đã nhìn thấy không ít người nhập viện, nghe nói là triệu chứng của họ đều giống nhau. Tôi xin phép nói vấn đề đầu tiên. Hôm nay các vị tới đây đều không thực hiện các biện pháp bảo hộ, như vậy vô cùng nguy hiểm. Bình Bình, cô mau chóng phát găng tay và khẩu trang cho mọi người. Dân. Cái này chính là bản báo cáo xét nghiệm các mẫu di mô mà tôi làm. Trên đó có chữ ký do chính tay tôi ký. Mau, chụp hình lại. Dừng. Để cho lời nói có sức thuyết phục, tôi đã thu thập gạo và bột mì từ khắp nơi an toàn trong thành để tiến hành thí nghiệm. Trên đó có nguồn lây nhiễm từ bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch à? Xin lỗi. Đại tiểu thư, tôi có chuyện muốn báo cáo. Sự việc cấp bách. Thật ngại quá. Mọi người chờ một lát. Cái này mọi người truyền tay nhau đọc đi. Dừng. Viện trưởng Lâm, viện trưởng Lâm, lát nữa tôi sẽ quay lại, xin lỗi. Tôi sẽ phát găng tay cho mọi người. Có phải chị đã gọi điện cho sở y tế, đồng thời đe dọa sẽ mở họp báo không, công bố với mọi người tình hình dịch bệnh? Tôi đã gọi điện từ tối qua tới giờ, họ vẫn thờ ơ, không một ai chịu nghe máy. Thời gian cấp bách, bệnh tình nghiêm trọng, chuyện này không thể chậm trễ. Tôi là bị họ ép. Vừa lúc nãy có một cán bộ gọi điện cho tôi, không cho phép chúng ta công bố bất cứ tin tức nào liên quan. Họ sẽ lập tức phái người tới điều tra. Vẫn chưa chắc chắn phát sinh dịch bệnh. Họ có nói bao giờ tới không? Vẫn còn đang bàn bạc. Vẫn còn bàn bạc à? Giờ họ bàn bạc xong thì khắp nơi đều đã có người chết. Anh à, đặc phái viên, rốt cuộc là sao? Đột nhiên có rất nhiều người mắc bệnh lạ. Vì thế bắt đầu từ bây giờ, tất cả quân đội không ai được tự ý rời khỏi doanh trại. Liệu có phải có bệnh truyền nhiễm không? Ví dụ như bệnh sốt rét. Lo quản cậu ấy đi. Tóm lại là bắt đầu từ ngày hôm nay, đừng ra ngoài ăn cơm. Cùng lắm thì mời đầu bếp về đây nấu ăn. Vừa mới nhận được thông báo của Bộ Chỉ huy Chiến khu 3 yêu cầu chúng ta phối hợp với địa phương tăng cường quản lý an ninh, kiên quyết chống lại những kẻ lợi dụng cơ hội để gây rối trật tự xã hội, lan truyền tin đồn, hành vi gây mất an ninh. Chuyện lần này cấp trên có chỉ thị gì không? Anh Tiêu, anh chờ một chút, người này sẽ nói với anh. Anh Tiêu, anh Dương. Cuối cùng cũng có thể ôm ân nhân cứu mạng của tôi rồi. Anh đừng để ý nha. Tôi ở trong ngục mấy năm nay không nói chuyện lấy một câu. Vậy nên bây giờ vẫn đang nỗ lực luyện tập. Tôi hiểu. Cạo râu, cắt tóc rồi, trông nho nhã hơn nhiều. Suýt chút nữa tôi không nhận ra. Tôi ở trong tù, từ khi ánh mắt đầu tiên của tôi nhìn thấy anh,
thì đã có cảm giác an toàn. Hôm nay gặp lại anh thật sự là quá khôi ngô, hơn nữa còn thông minh sáng suốt. Anh Tiêu, lần này anh Dương tới là đã thông qua sự phê duyệt của cấp trên, đến đây phối hợp với chúng ta để làm việc. Anh phụ trách mảng quân đội, còn đồng chí Dương sẽ phụ trách mảng chính trị, có thể làm việc cùng mấy anh. Tôi tin rằng mình sẽ học hỏi được rất nhiều. Đúng. À không, chúng tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của đồng chí Trịnh để lại. Những chuyện này chúng ta phải sắp xếp ổn thỏa. Cậu ấy nói với chúng tôi rồi, nói kinh nghiệm chiến đấu của anh dày dặn, phải để chúng tôi học hỏi anh mới đúng. Anh Tiêu à, bây giờ kháng chiến chống Nhật đang trong giai đoạn căng thẳng. Trong phiên họp lần thứ 5 của Quốc dân đảng cũng đã quyết phương châm giải công, phòng công, phản công, phòng công. Điều này khiến cho Giang Tô, Chiết Tô, căn cứ địa thứ 3 của Quốc dân đảng sẵn sàng di chuyển. Đúng, hơn nữa, đối với căn cứ địa của chúng ta vẫn luôn thâm nhập, chúng ta phải làm tốt công tác phòng bị. Đúng vậy. Mấy anh không thể đóng giữ ở đây. Khu vực này ô nhiễm rất nặng, vô cùng nguy hiểm. Cái này, mau, bên kia. Còn cái kia nữa, nhanh ta lên đi. Rõ. Làm gì vậy? Mau lên. Rõ, nào, rất nhanh sẽ đỡ thôi. Sao còn chưa xong nữa? Dạ xong rồi đây, mau lên. Mau, khiêng lên đi, mau. Thử nghiệm đầu tiên thành công, kết quả ngoài mong đợi. Ngô Giá Quân, mau qua đây. Nghe đây, tối nay có thể thông thả hơn một chút. Anh không nghe thấy mọi người đang hò reo sao? Thử nghiệm đầu tiên của chúng ta ở Ninh Ba vô cùng thành công, đạt thành quả ngoài mong đợi. Có nghĩa là chúng ta có thể dùng nó để đánh chiếm Trung Quốc, chinh phục thế giới rồi. Đi thôi, chúng ta cùng đi reo hò đi. Nào, cùng nhau reo hò đi. Thiên Quang Vạn Tuế. Thiên Quang Vạn Tuế. Không ít bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng nhức đầu cảm lạnh. Tôi biết có một bệnh viện vừa bắt đầu đã điều trị như bệnh sốt rét. Bác sĩ của bệnh viện chúng ta cũng như vậy. Nhưng sau khi tiêm hai mũi ký ninh, phát hiện không thuyên giảm. Chính vào lúc này, phát hiện cổ họng của người bệnh xuất hiện bạch huyết cục u sưng tấy, cộng thêm với việc trước đó tôi cắt mẫu vi mô để làm thí nghiệm. Vì vậy, tôi xác định đây là lần truyền nhiễm bệnh dịch hạch vô cùng độc hại. Những người này là ai? Họ bay từ Trùng Khánh tới đây đấy. Chuyên viên sở y tế. Trước mắt đã xuất hiện bệnh dịch hạch ngoài da. Căn cứ vào cường độ truyền nhiễm và tốc độ truyền nhiễm, rõ ràng không phải tự nhiên. Vì vậy, tôi hoàn toàn quyết định đây là quân đội Nhật Bản sai lầm mạo hiểm nhất thế giới, làm những thủ đoạn phát xít vô cùng tán tận lương tâm. Nếu như không nghĩ cách áp chế tình hình dịch bệnh, thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Đúng vậy. Phải nghĩ cách giải quyết, nhất định phải khống chế. Từ từ thôi. Anh Hổ, mấy biển báo này cắm ở đây được chứ? Đưa tôi khẩu trang. Nào, cho tôi hai cái. Nào, để anh đeo cho em. Hải Sinh, chúng ta nhất định phải hướng dẫn mọi người làm tốt công tác phòng bị dân. Đối với nhân dân, tích cực tuyên truyền về tính nguy hiểm của bệnh này, để họ hiểu được rằng nguy hiểm tới mức nào. Đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, bên phía Nhật Bản cần phải đề phòng khắc khe. Rõ chưa? Dạ rõ, anh yên tâm đi.
Bây giờ mọi người rất tích cực, đối diện với dịch bệnh không tới nỗi chân ta lúng túng. Học được chưa? Đừng quên cầm đấy nha. Đồ đạc cất cho cẩn thận. Dừng, khẩu trang lấy rồi chứ? Đeo cẩn thận vào. Đồ đạc cầm hết chưa? Mang đi hết nha. Đừng quên đấy. Dừng. Nào. Được rồi, như vậy được rồi. Đi thôi. Nhất định phải đeo khẩu trang. Anh xem cái này đi. Dạ. Bên kia. Dừng. Đúng rồi, cắm chỗ nào dễ thấy một chút. Dừng. Các cậu đi bên kia. Dừng. Hai cậu chú ý an toàn. Dừng. Tổ chức yêu cầu chúng ta làm tốt công tác phòng ngự, đồng thời vẫn phải tích cực thu thập bằng chứng, giống như đội điều tra Litton điều tra quân đội Nhật xâm phạm ở Đông Bắc, tội phạm trên lãnh thổ Trung Quốc của chúng ta năm đó. Năm đó đảng của chúng ta và nhân công dưới lòng đất đã cống hiến rất nhiều, thu thập rất nhiều bằng chứng, trong đó bao gồm quan hệ mật thiết với đảng của chúng ta là ông Lưu Đồng Luân, giáo sư y khoa. Bằng chứng của ông ấy đã đủ để vạch trần và tố giác tội ác của quân xâm lược Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. Anh Dương, anh còn... Tôi đọc được trên báo, gần đây vẫn luôn đưa tin người ở thành phố lớn họ bị nhiễm dịch bệnh, dịch hạch, điều trị như thế nào, phòng chống ra sao. Anh nghĩ xem, ở nông thôn có rất nhiều người dân không biết phải làm sao để phòng tránh. Chúng ta phải lan truyền thông tin ra ngoài, dạy cho họ biết. Tôi nghĩ như vậy. Nhiệm vụ này hãy giao cho đội viên đội công tác của chúng tôi. Anh thấy sao? Tôi cảm thấy rất tốt. Vậy được, vậy cứ quyết định như vậy. Anh cảm thấy gần đây tôi nói chuyện có tiến bộ hơn chưa? Lưu loát hơn nhiều rồi. Gần đây đều nhờ anh lấy cho tôi mấy tờ báo, mỗi sáng tôi đều đọc. Vì vậy tôi vẫn luôn nỗ lực hơn nữa. Tốt, tối ở đây ăn cơm đi, tôi làm chút đồ ăn. Anh cũng biết nấu cơm mà, cơm thường ngày thôi. Xem ra tôi không chỉ phải học anh kinh nghiệm làm việc, có khi tài nấu nướng cũng phải học hỏi. Được rồi, anh ngồi đây chơi đi, tôi đi chuẩn bị một chút. Thưa ngài tiến sĩ Ngô Gia Quân, tôi đã từng gặp qua cậu. Người làm việc chăm chỉ, vất vả nhất là cậu. Thưa ngài tiến sĩ, muộn như vậy rồi ngài vẫn còn làm việc, vất vả cho ngài. Ngô Gia Quân, không phải cậu cũng như vậy à? Tôi nghe mọi người nói Ngô Gia Quân có kỹ năng vẽ tranh không tệ. Hình ảnh vi khuẩn mà cậu vẽ mô phỏng theo giống với những gì nhìn thấy dưới kính hiển vi. Cái này cũng không hề đơn giản. Cháu học hội quả mà, những điều này là điều nên làm. Ngô Gia Quân biết anh trai của mình ở đâu không? Cháu không biết anh ấy đang ở đâu. Anh ấy không nói cho cháu biết. Cháu cũng không hỏi. Không hổ danh là em trai của Ngô Nghĩa Quân. Bây giờ cậu có cơ hội, có lẽ hai anh em cậu rất nhanh sẽ gặp nhau thôi. Nếu là như vậy thì tốt quá. Vì để kiểm nghiệm hành động đầu tiên hiệu quả như thế nào, lính 1644 chúng ta phải cử một đội đặc nhiệm đột nhập vào nơi kiểm soát của quân đội Trung Quốc tiến hành điều tra. Ngô Gia Quân, dạ, tôi hy vọng cậu đi theo tiến hành ký họa, ghi lại tất cả những gì cậu nhìn thấy ở hiện trường. Đây là công việc vô cùng quan trọng, đòi hỏi cậu phải rất tỉ mỉ. Ngô Gia Quân, có. Tất cả nhờ vào cậu. Không có gì. Đây là điều cháu nên làm. Tính quan trọng của công việc ngày hôm nay cậu làm không hề đơn giản như nhiệm vụ đầu tiên. Hoàn thành cho tốt nha. Dừng. Ông chủ, ăn chút đồ ăn đêm đi. Cả một thành phố đang yên bình như vậy, bị người Nhật làm cho thành cái thành phố ma. Trong thành phố chỗ nào cũng cháy, thiêu những người bị nhiễm bệnh, đồ của người chết.
Ông chủ, ông nói sau này chỗ này của chúng ta còn có người sinh sống không? Có chứ, chắc chắn là có, bắt buộc phải có. Đời người bất tận, chúng ta phải cho quân Nhật thấy rằng người Trung Quốc chúng ta sẽ không bị họ làm cho tuyệt chủng. Bây giờ quân đội và cảnh sát bên ngoài đâu đâu cũng thiêu đốt phòng của những người mắc bệnh dịch hạch, gia súc thối rữa khắp nơi và mùi của xác chết. Nước chúng ta thật sự càng ngày càng nhiều chết chóc. Lần này người Nhật đã vượt qua ranh giới cuối cùng để làm người ác, lịch sử chắc chắn sẽ ghi nhớ ngày này. Đúng, quân Nhật nhiều lần xâm phạm hiệp ước, phạm tội chống lại loài người. Chúng ta phải nghĩ ra đối sách. Anh Tiêu, tiếp theo phải làm sao? Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đi tuyên truyền với người dân về kiến thức phòng dịch. Ngoài ra, chúng ta còn phải tuyên truyền thứ có thể khơi dậy tinh thần yêu nước, chiến đấu kháng Nhật. Hy vọng của Trung Quốc chỉ có thể đặt người dân lên hàng đầu, tận tâm với nhân dân, hết mình với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mấy người có muốn trở thành người như vậy không? Muốn. Vậy được. Đi thôi, đi thôi, mau lên. Sato, nhanh lên. Nhanh lên đi, Sato, nhanh lên. Ngô Gia Quân, Ngô Gia Quân, thật sự là cậu? Thật không dám tin, sao cậu lại tới đây? Đến đây rốt cuộc có thể gặp được Sato-kun cũng tốt mà. Mặt bộ này buồn cười quá đi. Anh quay lại vẽ cho tôi một bức tranh đi chứ. Không thành vấn đề. Vậy thì với bác sĩ, vừa nhìn thấy đã rất hiền rồi, nhưng mà chưa đánh nhau bao giờ đấy, sẽ rất phiền phức. Sato-kun, Sato-kun, nguy hiểm lắm đấy. Nơi này là nơi người Trung Quốc kiểm soát. Đi mau lên. Bây giờ Ninh Ba không khác gì địa ngục trần gian. Trong bản đồ này vẽ hình như là ở đây mà. Hình như là đi theo bên kia. Anh Tiêu, anh xem qua đi. Hồ Tử Minh, tôi nói này, cậu dẫn dắt quân đội kiểu gì vậy? Ừ ha, chúng ta đang đi đến đâu rồi? Rốt cuộc cậu có biết xem bản đồ không? Trên bản đồ vẽ như vậy mà. Hơn nữa, chúng ta đi tới đâu thì làm công tác phòng bệnh tới đó là đủ rồi. Tử Minh à, chỉ có cậu nói chuyện như vậy thôi, và cũng chỉ có Thu Thảo mới nói lại cậu được. À phải, Đại Hổ, trước khi chúng ta đi, Thu Thảo sao rồi? Đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà bây giờ chỉ húp được cháo. Đánh cái kia, đánh cái gì? Đánh nước muối, đúng rồi. Sau đó dùng nó để thải trừ chất độc. Không sai, là nó. Được rồi mọi người, công việc phòng dịch vẫn là quan trọng. Chúng ta đừng để đội khác bỏ chúng ta ở đằng sau. Chúng ta mau chóng xuất phát. Đi thôi, dân, đi thôi. Cẩn thận một chút. Đi, bên này. Bên này. Mau lên, mau lên. Đi, mau lên. Đi vào. Mau. Mau lên. Bà con thân mến, bà con cũng thấy rồi, mấy người họ đều có súng. Vì vậy, mọi người hãy vui vẻ hợp tác. Hoàng quân chỉ muốn tìm hiểu một chút, dịch bệnh lần này trong thôn có người chết không? Người cũng chết rồi, có gì mà không dám nói? Lẽ nào muốn chết thêm nữa? Anh, anh, hai người qua đây. Tốt, bảo họ dẫn đi đào thi thể về đây. Sato, Ngô Gia Quân, hai người cũng đi theo họ.
những người còn lại. Đuổi những người này vào trong nhà đi. Đi, đi vào, mau lên. Đi, mau lên. Mau, mau lên. Đi vào. Mau, mau lên. Mau, mau lên. Đi vào. Mau lên. Vào đi. Mau lên, mau lên. Ngoan ngoãn một chút. Đi vào đi. Bám theo nha. Mau nào. Phía sau theo sát. Mau lên, mau lên. Thả chúng tôi ra ngoài. Thả chúng tôi ra ngoài. Im lặng. Mau lên, mau lên. Thả chúng tôi ra. Im lặng. Mau lên, mau lên. Im miệng. Thả chúng tôi ra ngoài. Thả chúng tôi ra đi. Im miệng lại. Coi chừng, coi chừng. Từ từ thôi. Ngoan ngoãn một chút. Thật thà đi. Bỏ tay ra. Im miệng lại. Ngô Gia Quân, họ đang làm gì vậy? Họ đang giải phẫu thi thể, kiểm tra mức độ thối rữa. Sau đó anh sẽ phát quả lại họ à? Đúng. Tiến sĩ Tomasada đang cần. Xuống. Anh không sao chứ? Mau lên. Sao lại có cháy? Đi, chúng ta xuống dưới xem thử. Mau lên, đi. Bác ơi, bác. Anh à, anh à. Chúng tôi tìm thấy một bác trong làng vẫn còn sống. Bác ấy nói người Nhật đóng giả vào làng, còn đem theo một chiếc xe ngựa. Đội trưởng Tiêu, đội trưởng Tiêu, người Nhật quá tàn nhẫn. Bên trong có rất nhiều thi thể đang bị thiêu sống. Tử Minh, đem tất cả thi thể trong thôn chôn cất đi. Anh Tiêu, việc này anh cứ yên tâm, nhưng mà không thể tha cho bọn chúng. Yên tâm đi, không cho chúng chạy đâu. Chúng có xe ngựa, chạy không xa đâu. Đi theo lối mòn, chúng ta nhất định sẽ tìm ra phương hướng của chúng.
Đúng rồi anh Tiêu, ông ấy còn giấu vài con ngựa. Đại Hổ, theo tôi. Hải Sinh, chúng ta đi xem. Nào, đưa tôi. Nào, giúp một tay. Được. Đi. Thưa ngài, quân địch đuổi tới rồi. Dỡ đồ xuống. Rõ. Chiếc xe ở phía trước. Chúng không chạy xa đâu. Theo tôi. Satokun, bảo vệ an toàn cho họ. Những người khác, theo tôi mai phục. Hai người các người, đẩy xe đi. Trong chiến tranh thế giới chống phát xít, quân đội Nhật là quân đội duy nhất sử dụng chiến tranh sinh học để chiến đấu vi phạm hiệp ước Geneva. Cuộc chiến tranh sinh học của quân đội Nhật đã phá vỡ nhân loại. Ngô Giác Quân, anh đúng là một chiếc máy ảnh chụp toàn thân. Dễ gì vậy? Anh không cảm thấy giống núi Phú Sĩ quê nhà chúng ta sao? Tôi không cảm thấy thế. Núi Phú Sĩ đẹp hơn cái này. Tôi cảm thấy cái này giống với ngôi mộ của Trung Quốc. Đây chính là kiểu dáng trong lòng tôi. Gió nổi lên rồi. Sao lại lạnh như vậy? Ngô Gia Quân, đừng qua đây. Bệnh dịch hạch. Ngô Gia Quân, mau đi đi. Anh chờ nha, tôi đi gọi quân y. Họa sĩ quân đội Kobayashi Takekaku qua đời. Mấy ngày nay đều là chuyện xảy ra trước mắt. Đâu đâu cũng là sinh ly tử biệt. Nhưng mà em không thể làm gì. Sinh mệnh quá mong manh. Đều là người vô tội. Em chưa bao giờ cảm thấy bất lực giống như vậy. Tin anh. Tin rằng trong tương lai,
tất cả mọi người đều sẽ biết ơn em vì tất cả những chuyện em làm. Anh nói xem, vì sao lại có nhiều người xấu như vậy, phát minh ra những thứ hại người? Lẽ nào họ không biết trong xã hội loài người, số mệnh mỗi con người đều gắn bó mật thiết à? Không thể tách rời sao? Anh xem, thành phố dưới chân chúng ta, nó đang đấu tranh để tiếp tục sống. Đúng, đợt đại dịch này đã đem lại không ít tổn thương cho chúng ta, nhất thời không thể chữa lành được, có thể sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể bình thường. Nhưng mà em nhìn thấy những người thờ ơ đã quên hết tất cả những chuyện này. Phùng Đông Giả, tối qua nấy đã nhờ bác sĩ phụ tá của nấy tặng cho em một bó hoa tươi, còn hẹn em ra ngoài ăn cơm. Em đồng ý à? Em đã từ chối. Em không có tâm trạng, cũng không có bản lĩnh để nghĩ nhanh như vậy có thể quên đi tất cả. Em vẫn luôn cảm thấy có hai Tiêu Hàn, một người em từng quen biết, một người vô cùng xa lạ. Anh nói xem, thật ra có lúc anh cũng cảm thấy bản thân bị phân đôi. Tại sao vậy? Bởi vì anh cho rằng dân tộc này đang bị phân tách, vì vậy anh mới có cảm giác giống như vậy. Anh đã học được cách trốn tránh thì càng phải học được cách đối diện. Buồn khi chia tay, hư thái tức dĩ yểm thế à? Ai dân sinh chi đa gian, tư duy hảo tu khô dĩ cơ kia. Kiển triều tối nhi tịch thế, ký thế dư dĩ quệ truyền a. Hữu thân chi giả lãm liên, nhiệt dư tâm chi ở thiện a. Tuy cửu tử kỳ do dị hối. Cấp trên đã bắt đầu sử dụng mật mã báo cho chúng ta biết, cảnh báo cấp bách. Mặc dù không phải nói với chúng ta, nhưng mà nói rõ tình hình cũng đang vô cùng cấp bách. Để tất cả chúng ta đề cao cảnh giác, tôi sẽ thông báo cho Tiêu Hàn để họ mau chóng rút lui. Đồ gì ở đây cần quỷ bỏ thì quỷ ngay, dân chúng tôi làm ngay. Mậu Lâm, Y Long, anh Trịnh, tôi về rồi đây. Anh Trịnh, sao vậy? Vết thương của tôi vẫn chưa khỏi. Mau vào trong, mau vào trong. Mấy anh sao rồi? Đóng cửa vào đi, từ từ thôi. Mau ngồi đi, mau lên. Bí thư, anh mau kể cho chúng tôi nghe đi, sao anh có thể chạy thoát? Cách mạng vẫn chưa thành công, sao tôi có thể chết? Chủ yếu là quân Nhật, lúc tôi rơi xuống đã rơi vào người chúng. Sau đó tôi... Nhị Thúc, ở đây có người. Chuyện gì vậy? Nào, nào, Nhị Thúc, không còn chuyện gì nữa, con về trước. Thúc bảo này, tuyệt đối đừng để cho ai biết. Nhưng ông à, đây là ai vậy? Đi săn chung, sao tôi chưa từng thấy? Bà biết cái gì? Cậu ấy đi kháng Nhật. Thôi, mau lấy rượu lên đây, để tôi rửa vết thương. Sau khi tỉnh lại tôi mới biết là một bác thợ săn đã cứu tôi. Bà nó ơi, nhiều như vậy à?
Anh về rồi à? Anh Trịnh, đây là tờ báo cũ tôi nhặt trong thành. Có ích cho anh chứ? Tốt quá rồi. Có ích, quá có ích. Tốt lắm. Cái này có thể làm cơm ăn à? Cái này còn quan trọng hơn cơm. Anh Trịnh, tôi muốn hỏi anh, thật sự sẽ có ngày người nghèo không còn áp lực nữa chứ? Sẽ có. Hơn nữa tôi tin rằng chúng ta thấy được ngày đó. Anh Trịnh, đây là gà tối qua ông nhà tôi bắt được trên núi, đại bổ đó, còn nóng. Anh mau ăn đi. Anh Trịnh à, mau ăn đi. Đại tẩu, đại ca, hai người đã cứu mạng này của tôi. Khoảng thời gian tôi bị thương, nhờ sự chăm sóc tận tình, vết thương đã hồi phục. Tôi không biết phải làm sao báo đáp hai người. Cậu đừng nói như vậy mà. Ăn cơm trước, dưỡng thương mới quan trọng. Đại bổ đó, ăn vào sẽ tốt cho vết thương. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi. Cảm ơn. Chúng ta phải cảm ơn họ đàng hoàng. Đúng, giờ sức khỏe của anh sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Để tôi gọi bác sĩ. Giờ tôi đỡ hơn nhiều. Mau kể tôi nghe, công tác chính trị sao rồi?